Hello tất cả anh chị em nha. Thì lại là em Huy xe đây. Hôm nay em về được 2 xe. MT15 và FZ25. Hai xe đều của Yamaha luôn. Thì vẫn như mọi khi thôi, em sẽ quay những con xe mới về cho anh em tham khảo nhá. Hôm nay về được hai bé này, tiền làm clip cho anh em xem. Số điện thoại của em là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng đây, 52 Lê Hồng Phong, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, showroom Dương Mô Tô. Ok, thì không làm mất thời gian của anh em nữa, quay trước cho anh em con này đi. Hai xe này thì mấy bữa nay rất nhiều anh em hỏi em nhé. Nay em mới về được hàng. Xe thì ok, mọi thứ hoạt động bình thường. Xe cũ 2019 đi 12.000 cây, có chạy trước vài chỗ. Đó, đây. Đó, đây em coi. Đó. Mới về luôn. Ô đô 12.000. Đây để em coi. 12.000 đây. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường hết nha anh em. Con này thì nó có chảy hơi nhiều xíu. Đây, chỗ này nữa nè. Em cố gắng quay những chỗ chảy và những chỗ nó xấu xấu. Thì nhiều khi anh em ở xa thì có thể xem được chi tiết nhá. Rồi, nói chung là ngoài những cái chỗ mà em vừa nói anh em là chạy chút ở đây với ở bên này thôi thì nói chung là xe nó rất là ok nhé. Không còn lỗi gì nữa. Xe 2019 máy móc zin biển 60, con này em đang bán cho anh em giá là 58.500.000. Báo rút hồ sơ nha. MT15 2019. Rồi tiếp theo, thí sinh FZ25, xe Ấn Độ. Dành cho mấy anh em nào mà thích xe keng thì đây. À, nhìn đấy, cái đầu nòng với cục máy anh em thấy không? Mới keng luôn, không vết chảy. Đó. Vì bô này thì đã được dán rồi nhá. Cái này chỉ chảy keo thôi. Anh em không thích thì có thể bóc ra. Mới. Bô thì đã được móc nhẹ một chút. Ốc tán thì trắng sáng. Xe màu trắng, bọc keo nguyên con, biển số Sài Gòn, ô tô nếu không nhầm là 11.000 là anh em. Em 11.300. Máy móc zin, đàn áo bọc keo nguyên con hết rồi anh em ạ. Có thể cho anh em coi, đây đây bọc keo rồi. Lớp sơn bên trong của nó sẽ có màu trắng tinh như này. Cái màu keo này nó sẽ hơi màu chó lòng một chút. Xe thì tất cả mọi thứ hoạt động bình thường, không có lỗi gì cả. Bao anh em là con này đẹp luôn nha, không chảy. Con này là bao đẹp không chảy luôn. Đó. Nước sơn thì 95%, trên 95% luôn, có thể. Đó, xe đẹp lắm anh em ạ. Biển số Sài Gòn thì em bao công chứng cho anh em nhé. À, con này bên em đang bán là 52.500.000, bao công chứng cho anh em. Còn MT bên kia thì em bán 58.500 nhé. Rồi, đấy là hai xe mới về em quay chi tiết cho anh em và báo giá rồi đấy. Anh em nào còn thắc mắc thì cứ inbox cho em ha. Thì ngoài ra bên cửa hàng em còn rất nhiều mô tô từ 300 cho đến 1.000 phân khối nhé, tùy mỗi dòng. Ví dụ như xe bây giờ 650R, đồ chơi cũng có. Con này thì bên em đang bán là 223.000.000, biển số Sài Gòn nha. Đó, rất nhiều luôn. Anh em nào muốn mua các dòng mô tô nào thì có thể nhắn tin qua Zalo dùm em cái nhá, là gọi điện trực tiếp cho em đi, sẽ tư vấn cho anh em chi tiết nhé. Bên em rất nhiều mẫu mã đa dạng, nhưng mấy con xe trong này thì em quay hết rồi. Đó, anh em. Lúc này em bán rồi nên là em không quay. Rồi, giờ 3 đây. Hôm nọ có anh em hỏi là về được 3 cái này. Hôm nay giờ 3 đồ chơi nhiều là em cũng quay clip rồi nhé. Hai chợ sáng này. Lên được một cái đĩa fake bên kia thôi, nhưng không có heo. Tay côn tay thắng này. Phuộc này. Ghi đông này. Côn dầu này.
đúng không? Có bình xăng này, bô, này khá là nhiều đồ chơi nhé. Đăng ký là 27 bô luôn, rồi dây dầu màu xanh. Hôm nay em bán cho anh em này, bên cửa hàng em này, có giá niêm yết cho anh em 84 triệu nhé. Anh em vô cửa hàng là lúc nào cũng có bảng giá sẵn đây cho anh em, tha hồ chiêm ngưỡng thoải mái nhé. Em có thể nhìn giá này, ví dụ như giá 3 này đúng không, đăng ký 29 euro 12.000, biển số là 4951, giá tiền đang bán là 87 triệu. Còn bên này là keng nhất này, bản Movistar, con này là 28 euro 5.000. Tất cả xe là đều có bộ độ hết rồi nhá. Đói. Anh em lưu ý nhá, Z3, Z650, Z8, Z9, Z1 là những con xe phổ thông bên cửa hàng em lúc nào cũng có nhá. Từ 1 cho đến 2 chiếc cho anh em lựa chọn. Đó, giá Z650 thì nó rơi đồng khoảng 143 này. Con này nó đi có 1.400 cây thôi. Ờ, Z9 thì 2018 em đang bán là 205 triệu. Còn Z1 thì 217 triệu. Đó, R6 đây, 295 triệu. Hầu như tất cả đều là có quay clip riêng hết rồi. Anh em nào muốn có nhu cầu mua những cái dòng xe nào mà muốn coi kỹ hơn thì cũng có thể nhắn tin qua Zalo số điện thoại của em đấy nhá. Bên em đặc biệt là có cả ZX25R, xe cực kỳ hot trên thị trường luôn. Đây. 2021 đi 6.000 cây, 175 triệu. Ninja 300, Ninja 400. Kawa bên nhà em rất nhiều, Ninja 428 thì đây, con này em bán là 115. Còn 2020 thì đây, bán 123. Rồi ok, thì vừa rồi là mấy con xe mới về và những con xe bên cửa hàng em có sẵn, em có thể báo giá chi tiết cho anh em đấy. Em nào có thắc mắc về mô tô thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Để em đọc lại là 0974847553, địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Vĩ An, Bình Dương nhé. Thì clip em xin dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nhé.